Phụ kiện 3.0 xin gửi chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay shop phụ kiện 3.0 xin giới thiệu cho em tất cả các loại bán gỗ cầm tay, tay cầm gỗ 27, bán gỗ cho condo thẳng này, condo Z này, condo U này, và bán gỗ truyền thống anh em nhé. Hàng bên shop là hàng miễn phí ship được kiểm tra, nên anh em cứ yên tâm gọi điện cho số điện thoại ở góc màn hình của shop phụ kiện 390 nhé. Vâng, thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho em cái tay cầm gỗ liền khối và tay cầm gỗ 27 cho condo thẳng và condo Z anh em nhé. Thì đây là tay cầm gỗ 27 cho condo thẳng và condo Z anh em nhé. Thì nó sẽ có 27 như thế này. Đấy, là bằng gỗ bun lên anh em nhé. Đấy, chạy bằng máy CNC, sơn PU rất chi là đẹp. Đấy, em nhìn kỹ này, tay cầm gỗ 27 đầy đủ ốc nhái, đấy, ốc ếch đi theo đẹp cồn đầy đủ nhé. Giá là 250.000 đồng, hàng miễn phí ship được kiểm tra, 250.000 đồng. Vâng, thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu về cái tay cầm gỗ liền khối cho condo thẳng và condo Z anh em nhé. Tay cầm gỗ liền khối đây, anh em xem chất liệu vẫn là gỗ mun đi gần đấy, chất liệu vẫn là gỗ mun đấy, gì rất chi là đẹp anh em biết đấy. Anh em xem chạy cái CNC đấy, các vảy cá vảy rồng đấy, cái này cầm được cả tay trái lẫn tay phải anh em biết, cầm được cả tay trái lẫn tay phải, tay cầm gỗ 27 cũng cầm được cả tay trái lẫn tay phải anh em biết đấy, rất chi là đẹp. Giá tay cầm gỗ liền khối đấy cho con đô thẳng và con đô Z Talon thì là 400.000, cho thẳng dài hoặc rất dài thì sẽ là 450 em nhé. Đấy, anh em nên nhớ cây cho salon thì là 400.000, cho cây dài thì là 450 em nhé. Đấy, nó có sẽ có những màu đậm màu dẹt này, anh em thích màu đậm màu dẹt thì bảo mình nữa. Thì mình sẽ chọn ra màu đậm màu dẹt cho anh em lựa chọn nhé. Có đầy đủ ốc ếch đi theo anh em nhé. Đấy, mỗi cái tay cầm là cũng sẽ có ốc ếch đi theo, cứ yên tâm khi mua hàng nhé. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho em bán gỗ liền khối cho condo U anh em nhé. Đây, anh em xem đấy, vân gỗ mun rất chi là đẹp anh em nhé, vân gỗ mun rất chi đẹp. Đây là phần thiết kế đuôi công này, ôm chọn vào cái bình anh em nhé, ôm chọn vào cái bình đấy, gỗ mun nguyên chất này. Đấy, anh em xem với vân gỗ mun rất chi là đẹp anh em nhé. Cái bán gỗ cho condo U này giá là 450 anh em nhé, 450. Cầm tay phải rất chi là hợp anh em nhé, nếu mà cầm tay trái thì nó sẽ chạm vào cái vành này nên nó hơi chi là khó chịu một chút. Đấy, anh em nào mà có thể gần thuận tiện bọc và có thể trà qua cái này thì nó cầm sớm hơn anh em nhé. Đấy, giá là 450, đầy đủ ốc nhái đi theo anh em nhé. Vâng, thì cuối cùng mình giới thiệu cho em này, cái bán gỗ cho cái súng truyền thống em nhé. Bán gỗ cho súng truyền thống này, rất to và dài, đấy, tỉ vai đây, giá phải là 450 hơn nhé. Đấy, làm bằng gỗ keo ấy, 450, sơn PU rất chi là đẹp anh em nhé. Đấy, chỉ có 450, thì cái này nó sẽ hai miếng nhé. Đấy, bắt hai con ốc vít này vào, đấy, tháo ra thì mình sẽ gắn gọn hơn gửi cho anh em nhé. Vâng, thì cái video của shop phụ kiện 390 xin kết thúc tại đây nhé. Shop xin gửi chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc nhé.